Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện mới của tác giả Kim Thi. Bộ truyện được mang tên Lỗi Nghĩa Tàu Khang. Khôi dự định làm bộ truyện này trong vòng 6 tập. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Vàng giọt cuối ngày dịu dịu xuyên qua hàng sảy. Ngoài đồng, từng tốt nông dân lũ lượt kéo nhau về nhà sau một ngày khồm lưng cắm mặt cây lúa. Tháng 2 âm lịch, tiết trời đã chuyển mình qua mùa hè nên không khí nóng bức khó chịu dữ lắm. Hiền vừa đi, vừa giơ tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Trời tờ mờ sáng, anh đã thức dậy nấu cơm rồi cho vô cà mên đem theo cây lúa cho tới xế. Anh mới lững thững bước vô nhà. Trong nhà, Trinh vợ anh đang nằm toàn ten trên chiếc võng dù bấm điện thoại, lướt Facebook nghe nhạc. Ta nói cổ khoái cái bài Đường Tím Bằng Lăng nên ngày nào cũng nghe đi nghe lại mấy lần, có khi hứng chí hát theo nữa chứ. Nghiệt nổi, giọng ca của cô nó tương phản hoàn toàn với chất giọng mềm mại trữ tình của ca sĩ mới đâu chứ. Cổ ca ôi thôi, chữ đầu long xuyên, chữ cuối rạch giá. Lãng nhách, kỳ gần chết mà vẫn ham ca. Dưới nền gạch bông, thằng Đô với gương mặt bầu bỉnh có phần hơi ngờ nghệch, đang giật lộn với mớ đồ chơi bày dương giải tứ lung tung. Miệng nó la ó ôm sồm, át đi tiếng hát bất hữu của má nó. Trinh bị làm mất cảm xúc thì tức tối trợn mắt hét thằng con. Mày cắm miệng lại chưa Đô? Mắt ông nội vậy mà mày la rống tối ngày, không cho ai yên hết vậy. Còn thằng cha mày nữa, trời sắp đỏ đèn mà còn chưa chịu về phủ cơm nước tiếp tao. Bộ chết luôn ở ngoài ruộng rồi hay gì á? Trời ơi là trời, khổ cái thân tôi quá mà. Anh về rồi nè, mừng gì á càng nhăn dữ vậy? Hiền từ bờ hè đi vô, nghe vợ nhăn nhó chửi mắng thằng con thì bước nhanh vô nhà lên tiếng. Ngó bóng chồng, Trinh dây qua mặt mày chù ủ, hỏi. Mận giống ôn gì á mà ở miết ngoài ruộng, tới giờ này mới lấy xác gì à? Sao không chết luôn ở ngoài đi? Tại anh xử cụ cho xong bữa nay, ngày mai còn cái đám ruộng khác nữa, nên nín đi. Hễ nói ra là lý do lý tráu. Vô tắm rửa rồi mần cá giùm tôi một cái. Tôi bắt nồi cơm lên rồi đó. Thằng Đô thấy ba về, nó mừng hết biết. Nó chạy chồm tới ôm ba mếu máo. Ba ơi, má chửi Đô. Hiền ngồi xổm xuống, ôm con vô lòng trìu mến. Đồ có phá hồn mà má chửi. Thằng nhỏ ôm cổ ba, ngây ngô trả lời. Không, không mà, đâu không có phá. Tại đâu cổ vũ cho bạn cá sấu, nên mần ồn, má ca không được. Xong rồi á, má chửi. Hiền bất giác dây qua nhìn vợ. Quê độ với thằng con, cô sừng sộ nạt. Tao chửi mày hồi nào mà mày mét ổng? Có mà, má chửi đâu. Hiền nghiêm túc, nhỏ nhẹ nói với vợ. Con mình dù sao nó còn nhỏ, có gì em từ từ nhẹ nhàng nói với nó một chút, đừng có chửi quánh nó hoài, tội nghiệp nó. Trinh hứ chồng cái cốc. Nhỏ quá trời ha, 7 tuổi rồi chứ có phải 2-3 tuổi đâu mà nó nhỏ. Ông bên nó cho cố vô đi, để nó mừng lần không sợ ai hết ráo à. Anh có bên con đâu, nhưng em phải hiểu là con mình đầu óc nó không bình thường như những đứa khác. Lẽ ra em phải hiểu mà thương nó hơn mới đúng chứ. Hà cớ chi em mắng nhiếc quánh đập nó tối ngày vậy? Chính vì cái không bình thường đó mà tôi khổ ngần ấy năm nay nè, anh biết không? Người ta đẻ đứa con xong phất lên như diều gặp gió. Còn tôi đẻ thằng này ra, nó lớn tới đâu là tiền chất tới đó. Suốt ngày không dư ra đồng bạc nào cả. Anh coi từ hồi đẻ nó ra tới giờ, lo cắm đầu cắm cổ dung dán cho bệnh tật của nó, mà cái thân tôi tàn tạ, có bằng ai trong xóm này không? Em nói mà sao không ngượng miệng vậy? Đành rằng con đau con bệnh, nhưng có đến nỗi thiếu trước hụt sau như em nói không? Ngược lại dư sức cho em ăn diện nữa mà. Em coi quần áo mỹ phẩm điện thoại, em có thiếu thứ chi không mà giờ em còn ở đây phân bì? Còn con hổng mai dướng vô cái cảnh tật nguyền, bộ nó muốn ha? Trinh cứng họng trước những lý luận đầy căn cứ của chồng. Cô dùng vàng đứng dậy, không nói không rằng đi một nước ra ngoài sân.
Hiền nén tiếng thở dài, dắt thằng nhỏ ra nhà sau tắm rửa, rồi lôi cui mần cá. Mắt anh buồn hiu, ngó mông lung về phía xa xăm. Hồi xưa khi lấy Trinh, cô ấy tuy hơi đanh đá, nhưng hết mực thương anh. Nhớ cái hồi hai đứa em gái anh chưa lấy chồng Hàn Quốc, cuộc sống gia đình túm ngạt, Trinh không ngại cùng anh làm thuê làm mướn. Rồi thằng Lương, con trai đầu lòng của anh và cô ra đời. Thằng nhỏ thông minh khấu khỉnh, cả nhà ai cũng cưng. Thời gian ấy cơ cực trăm bề, mà Trinh vẫn cười vui. Gia đình nhỏ lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Làng trên sống dưới nhìn vô, ai cũng ngưỡng mộ. Tới khi cuộc sống của hai đứa em gái bên ấy ổn định, rồi gửi tiền về cho ba má cất nhà mua ruộng. Bẵng đi một thời gian, tụi nó bảo lãnh ba má qua đó luôn. Vợ chồng anh ở lại nhà, làm mớ ruộng mà ba má tích góp mua được. Tới mùa thu hoạch, lời bao nhiêu, vợ chồng anh bỏ túi xoay xài, ba má tuyệt nhiên không hỏi tới. Ngoài chuyện đồng án, rảnh rỗi, Hiền còn đi đờn cổ cho đám tiệc trong xóm. Anh có ngón đờn lục huyền cầm, điêu luyện mùi mẫn, ai cũng khoái. Thành thử, cuộc sống của hai vợ chồng khấm khá hơn. Nhất là năm thằng Lương được 7 tuổi, ông bà nội làm thủ tục đón nó qua bển luôn, thì hai vợ chồng khỏe ru. Cũng từ dạo ấy, Trinh chỉ ở nhà lo trề gia nội trợ, chứ không đi làm mướn nữa. Thường thường người ta hay nói, nhàn cư vi bất thiện. Lúc bấy giờ có tiền rủng rỉnh trong túi, ngó bộ để lâu không xài nhiều, sợ nó một hay sao đó, mà Trinh bắt đầu thay đổi tính nết. Cô đua đòi phí phạm ngày một nhiều hơn, ỷ lại tình yêu của chồng, cô càng được nước lớn tới, riết rồi sự tôn trọng cơ bản dành cho chồng, dần dà cũng không còn. Hiền gì nghĩ ngày xưa vợ sống thiếu thốn, bây giờ kinh tế thoải mái hơn một chút thì cho cổ chân diện lên, đặng rỡ ràng với lối xóm. Vợ mình đẹp thì mình cũng được thơm lây. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ, chính cái lối suy nghĩ ấy về sau lại gây ra hậu quả nặng nề mà anh là người hứng chịu. Rồi Trinh mang bầu lần này cũng là con trai, anh đặt tên cho nó là Tâm, Đô chỉ là tên ở ngoài cho dễ nuôi. Bị gì từ lúc sanh ra, thằng nhỏ cứ bệnh hoài, đi không biết bao nhiêu nhà thương, bao nhiêu bác sĩ tư mà nói. Tới chừng nó lớn hơn một xíu, vợ chồng mới tá quả khi phát hiện trí tuệ nó bất bình thường. Nó chỉ phát triển về thể xác, chứ bộ não chỉ tiếp thu lơ ngơ như những đứa bé 2-3 tuổi vậy là cùng. Trời ơi, cớ sao bất hạnh lại đổ ập xuống đầu một đứa trẻ vô tội như thằng Tâm chứ? Hiền nhìn con mà lòng đau đứt ruột. Anh tự nhủ sẽ dành hết tình thương của bậc làm cha để dỗ về bù đắp những mất mát mà con anh mắc phải. Trái lại, má nó từ lúc biết rõ bệnh trạng của con mình thì mặt mày xám xịt. Từ đó cô đâm ra cáu gắt mỗi lúc săn sóc thằng Đô khi chồng vắng nhà. Diện đứa nhỏ bị cô ghẻ lạnh quánh đập xảy ra như ăn cơm bữa. Cô hay chỉ trích nó là sao chổi đầu thai lên ám cuộc đời cô. Giá mà biết trước sanh nó ra làm cô mất mặt với bà con dòng họ, thì thà cô phá bỏ ngay từ cái hồi nó mới tượng hình cho rồi. Trên trời dưới đất, có người đàn bà nào ác tâm như con mẹ này không? Tội nghiệp, nó có hiểu gì đâu. Hễ quánh đau thì nó khóc, la lớn thì nó sợ im thinh thích, chờ ba đi đồng về thì nhõng nhẽo đặng ba dỗ dành. Đang thả hồn đi hoang thì bỗng giật bắn mình khi từ bên ngoài Trinh tí ta tí tởn cười nói ầm trời, chẳng biết ớt giáp gì. Hiền lật đật chạy ra coi có sự vụ chi mà trong vợ anh phấn khởi quá vậy. Trinh chạy bay vô nhà, đứng trước mặt Hiền cười hi hí, xòe ra sắp tiền mới cứng, miệng luyến thoắng. Mình ơi mình, tôi trúng số đề rồi. Mình biết không, hồi hôm á tôi nằm chiêm bao, thấy con dê bự chần dần chạy vô đám ruộng nhà mình đó. Sáng ra chợ, tôi kể cho chị Ba bánh bèo nghe. Chỉ bàn cho tôi quánh con 35, tôi móc trong túi còn y bon 100 ngàn. Kệ mẹ nó, tôi mua thí đại 3 càng, ai dè chiều trúng thiệt. Hai đầu chân mày Hiền nhíu lại. Trời đất quỷ thần ơi, tưởng chuyện gì long trọng, có vẻ đâu cô ta quánh đề. Đúng là nó làm vô xương vô tủy rồi, chẳng có phương pháp nào chữa trị được hết. Không rõ từ bao giờ mà vợ anh lại chui đầu vô cái đường cờ bạc, nhất là bao lô. Ban đầu thì thỉnh thoảng mới mua, làm như trúng một hai lần, thấy coi mồi dễ ăn quá hay gì á, mà tần suất ghi đề của cổ ngày càng nhiều hơn. Riết rồi ghiền, ngày nào cũng chơi.
Vợ chồng bao phen cơm không lạnh canh không ngọt cũng vì chuyện này. Vì chớ cờ bạc là bác thằng bần, giàu đâu không thấy, chỉ thấy ai mà nhào vô nó, chỉ có tàn mạc thôi. Đang hí hửng với chiến tích mà mình đạt được, dây qua ngó sắc diện ông chồng, cái tâm trạng cô tụt dốc không phanh luôn hà. Cô sủ mạc. Mận giống cha gì á mà hễ nghe tôi quánh số, là mặt mày ông chầm dầm y hệt mẹ chết vậy. Hiền giận run người, quát lớn. Cô hổn vừa vừa thôi nghe chưa? Tại sao? Tại sao mỗi lần tôi với cô có chuyện á là cô lôi ba má tôi ra rủa xả không tiếc lời vậy? Tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôi không chấp nhận chuyện cô đem tiền của tôi đổ mồ hôi xô nước mắt mới có được, đem thảy xuống cái động không đấy. Tôi khuyên giải hết lời, phân tích thiệt hơn hết ý rồi, thì hà cớ chi cô coi lời nói của tôi không ra cái kg nào hết trơn vậy chứ? Trinh thiệt sự đứng hình khi ngó bộ dạng tức giận của chồng. Từ hồi cưới tới giờ, đây là lần đầu tiên anh hùng hổ hét thẳng vô mặt cô không thương tiếc. Chà chả, thằng này bộ nó ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Bữa nay dám nổi máu đàn ông ức hiếp cô nữa. Cô phùng mang trợn má giãy đành đạch. Bữa nay ai xui biểu mày mà mày hạ sách nói nặng tao vậy thằng kia? Tao trúng số cũng đem về chèn nhét cho cha con mày, chứ tao có ăn mình ơn đâu. Nhưng số tiền bất chính đó cha con tôi không cần. Hơn nữa tiền đó cô đem nướng vô ba cái mớ quần áo mỹ phẩm còn không muốn đủ, có đâu tới cha con tôi. Nói chuyện ở sao nghe yêu chồng thương con dữ hen. Mày. Còn chuyện này nữa, từ đây về sau tôi cấm tuyệt đối cô không được sức láo lớn quyền chồng, không được lôi ba má tôi ra chửi nữa nghe chưa. Từ hồi cô bước chân về mần dâu mần vợ trong nhà này, từ lớn tới nhỏ có ai hoạch ngoẹ gây khó dễ gì cô chưa? Còn tôi, bổn phận bần chồng, tôi yêu thương chiều chuộng cô. Mười mấy năm trời đằng đẵng, mặc dù tánh cô ngang ngược đanh đá, nhưng tôi luôn nhường nhịn, không khi nào lớn tiếng rầy ra hay quánh cô cái nào ráo trội à. Đừng thấy tôi nhịn á rồi leo lên đầu tôi ngồi. Nói cho cô biết, tôi bạc tay cô có bữa đó. Và tôi cũng không cho phép cô bao lô hàng ngày nữa. Bắt đầu kể từ bình minh ngày mai, tất cả các khoản chi tiêu trong nhà tôi sẽ nắm giữ chặt chẽ, không bỏ lẹo cho cô thao túng nữa đâu. Nói xong, Hiền dắt con quầy quả trở xuống nhà sau, chẳng buồn ngó đến vợ. Trinh ước thiếu điều học máu trào đồn. Cô nghiến răng ngầm nghĩ thầm trong bụng. Được lắm, mày nhớ mặt mày đi Hiền. Mày ý mày mần ra tiền nên khi dễ tao ha. Mày chờ đi, tao sẽ làm giàu bằng chính sự thông minh và xinh đẹp của mình cho mày coi. Nhớ tới lời đề nghị tháo bảo của chị ba bánh bèo, cô ta không thèm ăn cơm, một mạch xỏ dép đi te te đến nhà chị ba để bàn quốc sự. Đi ngang, thấy Dung đang ngồi trong tiệm may nói chuyện với Trung, chồng sắp cưới của cô. Dung với Trinh cũng có chút giao hảo. Một lần nhân dịp nhà có đám giỗ, Trinh mời Dung tới nhà vợ chồng Trinh ăn cơm. Tình cờ sau bữa đó, Trung là em họ của Hiền cũng có mặt. Họ để ý làm quen. Không lâu sau đó, hai người tổ chức đám hỏi, sang năm sẽ chính thức về chung một nhà. Dung năm nay tầm 30 tuổi, cô là chị hai trong gia đình. Dưới cô còn có bốn cô em gái nữa. Hai cô em gái kế Dung đều yên bề gia thất. Cô em thứ tư cũng đang tìm hiểu đối tượng. Giờ ngoài cô em út đang học đại học ra, chỉ còn lại mình Dung cô đơn lẻ bóng. Chẳng phải Dung xấu xí chi đâu à nghen. Cô may mắn được trời ban cho một nhan sắc thiên kiều bá mỹ, nhưng đi kèm theo đó là bản tánh dè dặt, ăn nói mật thước, nên mấy anh con trai trong vùng gặp cô vừa ý lung lắm mà không dám chọc. Thậm chí ngay cả mấy anh chàng công tử bột chính hiệu, dân chơi không sợ mưa rơi, thay tình như thay áo, mà chạm phải ánh mắt kiên định, cung cách nghiêm nghị chuẩn mực của cô, khiến tài nghệ tán gái của các anh bị đánh bật ngay từ dòng gửi xe. Không những sở hữu nhan sắc ưa nhìn mà cô còn có năng khiếu thêu thuồng may giá. Cô học rồi ra mở tiệm may, tính tới nay 8-9 năm có lẽ rồi. Sở dĩ cô niềm nở với Trinh cũng có lý do như vậy. Lúc cửa tiệm Dung mới đi vào hoạt động, Trinh là khách thường xuyên của cô. Do Dung có mắt thẩm mỹ nên may bộ đồ nào ra cũng đúng gu thời trang của Trinh. Thành thử cô ta khoái mới giới thiệu khách hàng cho Dung. Mối tâm giao cũng bắt nguồn từ đó. Tuy Trinh với Dung là bạn, nhưng tánh tình hai người đối lập nhau rõ rệt. Nếu Trinh chảnh chọe phách lối tự mãn bao nhiêu,
thì Dung dịu dàng đầm thắm dễ gần bấy nhiêu. Vậy đó mà chẳng hiểu bằng cách nào họ chơi chung được cũng hay. Trưng hễ rảnh rỗi, thường hay ghé tạt chỗ Dung tâm sự có dò có dọc chuyện gia đình chồng con của mình. Vì cô biết Dung là mẫu phụ nữ kín đáo, chẳng có thói quen bếp xếp chuyện người khác, nên cô thoải mái đặt điều, nói xấu tất cả mọi người chung quanh mà chẳng sợ ai phát hiện. Ban đầu, Dung cũng ầm ừ vài câu rồi đánh trống lảng cho qua chuyện. Nhưng dần dà, cô ta được đà thêm mắm dặm muối nhiều hơn. Đến độ Dung cảm thấy chướng tai, rồi thẳng thừng lên tiếng khuyên can. Thôi đi bà ơi, tôi nghe bà nói miết mà tôi không biết đâu là thiệt, đâu là giả nữa. Mà không phải tôi nói nghe, tôi quan sát thấy hàng xóm ở đây gặp bà vẫn vui vẻ chào hỏi bình thường, chưa hề nghe ai nói xấu bà tiếng nào ráo à. Tôi nói thẳng bà đừng buồn, qua cách bà biểu lộ, coi mỗi bà ganh tị với người ta là chính phải không bà? Trinh chột dạ, giãy nảy lên. Sao mày quánh giá tao thấp quá trời vậy mày? Mặt tao đẹp hơn hết thảy mấy con mồng ở đây á, mắc mớ chi tao phải ganh tị với tụi nó? Dung cười nhạt, nêu ra những ý nghĩ trong tim đen của cô ta. Xong, cô chốt lại một câu. Tánh tôi thẳng lắm, thấy gì hay nghe gì không đúng á, là tôi đóng góp ý kiến ngay. Vì bà là chủ thân tình nên tôi chỉ phân tích rồi khuyên can bà đừng lôi bất cứ một ai vô trong tiệm của tôi mà đơm đặt soi mói như vậy nữa. Tôi không bằng bụng đâu. Nếu còn coi tôi là bạn thì bà bỏ vụ đó đi nghe. Trinh bất mãn trong lòng. Từ dạo đó, thiện cảm dành cho cô thợ may cũng dơ dần, kiểu như bằng mặt không bằng lòng vậy đó. Mặc dù không thích, nhưng cô vẫn chai mặt mò tới tiệm của Dung. Đơn giản gì từ đầu trên tới xóm dưới, ai ai cô nọ cũng chướng mắt, đâu thể nào sắp lại chuyện giảng với ai được. Hơn nữa, chỉ có tiệm của Dung là dễ dãi du di cho cô mai đồ thiếu, thủng thỉnh từ từ trả tiền cũng chẳng sao. Trung là bạn gì với Hiền, nhà Trung phải gọi là giàu nhất kênh láng chim này. Ba má anh sở hữu một chủ nhà máy xây lúa chạy dài khắp Cần Thơ. Cũng giống như Dung, Trung là con trai trưởng trong gia đình. Dưới anh có thêm ba đứa em, một gái hai trai. Em gái thứ ba của anh tên Quỳnh, ngộ gái lắm. Cô có chồng về chợ Láng Sen, cô là chỗ làm ăn với Dung. Hai bên gia đình giúp vốn cho cô mở một cửa hàng thời trang thiệt quy mô nằm ngay trung tâm chợ. Hàng cô bán ra vô cùng đa dạng và vừa túi tiền của người dân, nên cửa hàng cô lúc nào cũng đông khách. Nếu đầm, chân váy, quần jean, quần tây công sở thì cô nhập từ Sài Gòn chuyển về. Còn đồ bộ, đồ bà ba, áo lẻ, áo dài hoặc đồng phục học sinh thì cô sẽ đặt chỗ của Dung. Hai đứa em còn lại của Trung cũng lập gia đình ráo trội rồi. Đứa thì làm bác sĩ, đứa kỹ sư. Nhìn chung á, mấy anh em của Trung ai nấy đều có sự nghiệp riêng của mình. Duy chỉ còn lại có mình ên anh là trung thành với công việc nhà máy mà ba má đã cực khổ gây dựng nên. Tánh Trung nghĩa khí can trường. Trong nhà, anh nổi tiếng nghiêm khắc nhưng hết mực thương em út. Anh làm việc luôn kỹ càng cẩn trọng. Anh sống hòa đồng với anh em công nhân trong nhà máy, vui vẻ với xóm giềng nên mọi người từ già đến trẻ quý anh lắm. Vì mãi mê lo cho sự nghiệp mà chuyện vợ con được anh gạt sang một bên. Tới thời điểm hiện tại, sự nghiệp vững chắc, tương lai của các anh em ổn định thì anh mới chịu nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư của mình. Bữa nọ tới nhà Hiền chơi, anh đã trúng tiếng sét ái tình với Dung. Bên này, Dung cũng cùng chung ý nghĩ, thành thử hai người không khó để làm quen. Ba má cùng mấy đứa em Trung biết tin anh có bạn gái thì mừng dữ lắm. Không mừng sao đặng, bởi con họ năm nay cũng trên 30, sắp già tới nơi rồi chứ còn nhỏ nhất chi nữa đâu. Hai ông bà lập tức ra quyết định, sau khi Trung cưới vợ, ba má giao đất cho vợ chồng anh trong cô nhà máy ở đây, ba má sẽ về thốt nốt ở. Đang ôm một bụng tức, ngó thấy Dung, Trinh bèn ghé vô, hồng trúc bầu tâm sự. Ngó biểu cảm trên mặt Trinh, vợ chồng Dung đoán chắc có chuyện gì với ông Hiền rồi nè. Trung chào hỏi bà chị dâu vài câu cho phải phép, rồi kiếm chuyện từ giả ra về, đặng cho vợ mình nói chuyện. Còn lại hai người, Dung hỏi. Bà với ổng cự cãi gì nữa rồi phải không? Ơ sao mày biết? Trời ơi, tôi rành bà quá mừ. Sao, có sự vụ gì, nói tôi nghe. Gãi trúng chỗ ngứa, Trinh vỗ đùi bắt đầu phát tiết. Má nó, mày coi đó, có ai khốn nạn như thằng chồng tao không?
Nó ỷ nó mận có tiền, cái nó muốn mận cha tao vậy đó. Nhưng đại khái là vụ gì? Bà mua đồ online hoài, ổng nhàn đúng không? Chuyện đó không thì nói mận chi. Hồi hôm này nè, tao nằm chiêm bao thấy số. Mà mày nghĩ đi, lâu lâu tao mới thấy một lần, chứ có phải tao ghiền quánh đề như người ta ghiền ma túy đâu. Bữa nay tao trúng 100.000 tiền số, đem về mới mở miệng ra khoe trúng số là nó nhảy đông đỏng lên chửi cha mắng mẹ tao, thiêu điều xe nhà binh 5-6 chiếc kéo tới chở hổng hết. Phải chi nó chửi mà nó đừng thèm dòm ngó tới chiến lợi phẩm của tao thì ai nói mận chi. Đằng này tiếng trước thì nó chửi, còn tiếng sau thì kêu tao đưa tiền hết cho nó. Hổng Biên nước mắt từ đâu ào ạt chảy về như thác đổ. Cô ta ôm mặt khóc hù hụ, còn hay gấp mấy lần nghệ sĩ Tài Linh hát giai đào mùi trên sân khấu nữa. Mày là bạn thân của tao, chắc ít nhiều vậy mày cũng thấu ước mơ hoài bão của tao mà phải hôn Dung. Dung lắc đầu cười xòa. Bạn thì bạn chứ, ước mơ hoài bão thầm kín của bà, mận sao tôi thấu được. Bà có tâm sự cho tôi nghe hồi nào đâu bà nội. Hen, tao quên. Bởi tao nói, Hồng Nhan lúc nào cũng đi song song với bạc phận. Tưởng tao xinh đẹp hơn người thì cuộc sống của tao sẽ toàn là màu hồng. Có ai ngờ tao lại dướng vô thằng chồng vừa thô kệch quê mùa. Trời ơi, tao nói thằng chả lúa rặt ri luôn hà. Người ngỗm đen ngộm còn hơn thổ táo. Dòm sơ sơ thôi mắt ối gần chết. Đã vậy còn gặp thằng con đần độn nữa. Tối ngày lo cắm mặt lo lắng chăm sóc cho nó. Riết rồi không nhớ chi ráo trội à. Tao quên kể mày nghe. Bữa hổm tao ra chỗ con Mộng Điệp mua hộp vịt lộn ăn. Mẹ bà nó, con bê đê đó tối ngày ăn nằm với hộp gà hộp vịt mà không biết tiền ở đâu ra. Nó rinh về một con điện thoại Xiaomi Xiaomi 11 gì đó. Đã vậy nó còn đem ra lượn lờ bấm bấm chọc chọc tao nữa. Mày coi nhắm nó mất dạy không. Tao định kỳ này trúng số, năn nỉ thằng chồng tao kêu nó mua cho tao. Ai mà dè, nó chửi cha tao rồi cướp tiền trên tay tao trắng trợn, không chừa đường cho tao nói tiếng nào hết á mày. Dung khẽ lắc đầu, quanh đi quẩn lại, bản tánh ganh tị hơn thua của bà có dịp trỗi dậy nữa rồi. Cô để ý, 10 lần như một, hễ vòng vòng quanh đây ai có thứ gì là trên sanh ghét rồi môi móc người ta thậm tệ. Sau cùng là dễ làm trận làm thượng, buộc chồng phải mua cho mình bằng được món y chang hoặc hơn người đó, cô ta mới vừa dạ. Lần này thì tới điện thoại nữa rồi, nếu mà không có xài như thiên hạ cũng chẳng cần bàn tới. Đằng này trong người cô ta 2-3 cái điện thoại là ít, toàn hàng khủng không thôi. Dung nhớ không lầm, cách đây 4-5 tháng trước, Trinh nài nỉ bắt chồng mua cho chiếc điện thoại Samsung A52s vừa mới ra lò. Xài chưa hết thời hạn bảo hành, mà giờ cô ta mon men muốn đổi điện thoại mới cho hợp thời. Vậy đó, hễ ai nói phung phí là Trinh chửi té tát vô mặt. Dung quay sang nhìn bạn, nghiêm túc nói. Cái nết hơn thua của bà quánh chết không chừa à. Bà khoái điện thoại đó thì cứ thẳng thắn nói với chồng bà một tiếng, ổng mua cho bà liền chứ gì. Mắc mớ gì mà bà lôi người ta ra mần bàn đạp cho sự ham hố cá nhân của mình mận chi. Giả lại, từ nào tới giờ bà ở đây bộ không biết cái nết của con Mộng Điệp hả? Tuy nó mang giới tính thứ ba, nhưng nó sống đàng hoàng, chưa khi nào nó khoác loát ba hoa khoe của với bất kỳ một ai cả. Mà cũng đừng thấy nó bán hộp vịt hộp gà nhỏ lẻ rồi khi dễ nó nghiêng. Người ta có anh chị bên nước ngoài tài trợ thêm á bà. Vụ nó mua điện thoại là chị hai của nó gửi về cho. Chứ con mén đó xài tiền kỹ dữ thần lắm, không có dung tiền tào lao đâu. Không phải tôi với nó có chút giao tình mà tôi bên nó bỏ bà. Chẳng qua tôi không muốn bà bị chúng chửi thôi. Mần gì thì mần, cũng phải chừa hậu quả chứ bà. Chắc bà không lạ gì tính nết của con Mộng Điệp đúng không? Trời, tao rành 6 câu giọng cổ mẹ ơi. Con quỷ đó nó hỗn gấp mấy lần tao luôn chứ bộ. Dòng cái ngữ lưỡng tính nó hung dữ không ai bằng. Biết người ta như vậy thì bà đừng chọc điên nó, thì nó sẽ không chửi bà. Thôi dẹp vụ đó qua một bên đi, nói tiếp vụ bà với chồng bà nè. Rồi cuối cùng mới sự việc đi về đâu, ai thua ai thắng. Mày nghĩ thử coi ai thắng. Tất nhiên là nó rồi. Chứ tao mình hạt sương mai như vậy có bao giờ dám cự lợi với nó he. Thôi kệ mẹ nó. Số phận tao sanh nhầm ngôi sao xấu thì tao cắn răng cam chịu cho hết kiếp mày ơi. Chứ đâu được suôn sẻ may mắn như mày. Hả? Chuyện nhà của bà nói tới nói lui đã đời, bà chỉ mũi dụi sang tôi là mận sao? Chứ không phải ha. Mày có 30 tuổi mà sở hữu nguyên cái tiệm may bự chà bá lửa rồi. Gia đình mày cũng có của ăn của để hơn nhà tao.
Rồi giờ trúng thằng chồng đại gia miệt vườn, sung sướng như tiên còn muốn gì nữa? Chứ đâu như tao, tối ngày ru rú trong nhà, dọn sắc mặt cả đám bên chồng mà sống. Ăn không dám ăn no, ngủ cũng không dám ngủ đủ giấc. Người ngõm lúc nào cũng héo hon ủ dột à. Dung không nhịn được, ôm bụng cười nát nẻ. Cô khoát tay, ngăn tiếng than não nồn của mối ruột mình lại. Thôi thôi thôi, tôi lại bà. Bà vừa vừa cái miệng lại đi bà nội ơi. Bên chồng bà ăn ở ra mận sao á, cả xóm ai không biết mà bà than. Tôi đảm bảo với bà hen, bà đốt đuốc đi kiếm khắp cái nước Việt Nam này á, coi có ai thương vợ thương con như chồng bà không. Ông Hiền y hệt cục đất, bị bà hầm bà hét tối ngày, ổng có phản công lợi tiếng não đâu. Bữa nay á, ổng cử bà quyết liệt, chẳng qua ổng muốn bà bỏ bớt tật đánh đề thôi hà. Nè bà Trinh, chỗ chị em á, tôi khuyên bà thiệt tình nghen, tôi thấy bà hạn chế qua lợi với con mẹ ba bánh bèo đi. Con mẹ đó chuyên môn dụ người ta sa vô tệ nạn xã hội lắm, nhất là khoản đề đóm. Cũng phải thôi, hễ ai ghiền á, càng quánh nhiều thì bà là người được lợi hết thảy mà. Đụng tới nghề nghiệp, Trinh khó chịu ra mặt, liền gắt lên cắt ngang lời của Dung. Mệt mày quá, mày với thằng chồng tao một vụ à. Chị ba chỉ thầu đề thì sao chứ, chị cũng đổ mồ hôi nước mắt vô công việc của mình, chứ chị đâu có cướp giật của ai đâu nè. Mấy người nghiện đề tự đâm đầu vô ráng chịu, còn tao thì dăm ba bữa mới quánh một lần. Hơn nữa ông bà xót phận tao nên mới cho tao con số hồng nuôi thân, tao đâu dám phụ lòng ông bà được mày. Như sực nhớ vụ gì hệ trọng, sắc mặt đang ở thể trạng khó coi bỗng trong chuyển sang hớn hở chưa từng có. Trinh khều da Dung. Ý, quên khoe với mày vụ này, chị ba đang dạch hướng cho tao mừng ăn đổi đời rồi. Mời mốt với tao giàu lên cho thằng chồng tao nó lé mắt chơi. Dung trố mắt. Trời đất, bà nội đó chỉ biết cờ bạc, chứ có biết mận ăn đàng hoàng đâu. Mà bà mận giống gì, ông Hiền hay chưa? Trinh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, cố tỏ ra vô cùng bí mật. Cô kề sát tay Dung, bỏ nhỏ. Tao lén nó mận, sao nó biết được? Mày yên tâm đi, chừng nào công chuyện tao xui chèo mát mái, lúc ấy tự khắc mày sẽ hiểu. Không chừng tới đó, tao sẽ giới thiệu khách hàng cho mày may mà xỉu luôn chứ chẳng chơi. Thôi, tao lợi đằng chị ba một chút. Nãy Trinh đi, ngó thấy mày quẩn nên ghé tâm tình với mày dây lát. Cà kê nãy giờ, đường phố lên đèn 80 đời dương mà chưa tới được nhà bá nữa. Tao đi nghen. Dung đưa mắt ngó theo bóng cô ta, đang ổng ẹo bước dọc mé đường đi thẳng về hướng chợ, mà rối tung rối mù, không hiểu chi ráo trội. Đầu óc cô dường như vẫn còn sửng sốt khi nghe cô ta bật mí tin tức hệ trọng này. Làm ăn? Mà làm gì mới được? Coi thái độ mập mờ của Trinh, chắc hẳn vụ làm ăn lần này có gì khuất tất đây nè. Nghĩ ngợi hồi lâu, Dung chẹp miệng. Kệ bà nó, mình tình thiệt khuyên giải hết lời mà không nghe, có hậu quả thì tự chịu lấy. Cùng lúc ấy, tại một căn nhà lầu 3 tầng, chị ba bánh bèo đang ngồi tính toán sổ sách ngay bộ bàn giữa được chạm trổ hoa văn thiệt bắt mắt. Lâu lâu chị ta liếc lên chiếc đồng hồ treo tường, hình như đang cố ý trông ai đó. Từ ngoài sân, Trinh bươn bả bước vô, ngó thấy cô, chị ta mừng ra mặt, vội kéo ghế mời Trinh ngồi, miệng hỏi không ngớt. Dữ ác hồn, giờ này tối hù mới chịu lợi kiếm chị. Sao? Suy nghĩ kỹ rồi phải hôn? Yên tâm đi cưng, một khi Hùng hạp mừng ăn với chị là lợi nhuận sẽ kéo về túi cưng như tôm tươi, cưng sẽ không thiệt đâu. Trinh tự tiện rót đầy ly nước lọc, tu ực một cái, rồi chào quậu đáp chắc nịch. Tôi quyết định rồi, lần này tôi sẽ cùng bà chơi lớn một lần. Má nó, kỳ này tôi sẽ cho thằng chồng tôi sáng con mắt chó của nó ra vì dám coi thường tôi, cộng thêm vợ chồng con Dung cũng vậy. Chị ba cười lên khoái trá. Sáng suốt. Trời ơi, chị nói cưng hoài mà cưng chần chừ không có nghe. Đó, cưng thấy không? Đàn bà mà tối ngày chỉ biết cái bếp với bầy con leo nheo lóc nhóc là thua thiệt lắm đà. Bởi ta nói hèn, mấy thằng cha đàn ông ý mận được nên họ làm phách không coi mình ra giống ôm gì ráo trội à. Bây giờ cưng thử dùng lên mận thiệt nhiều tiền, xong đem tiền đập vô mặt nó cho nó biết tai. Tất cả mọi người ở thị trấn Vĩnh Thạnh, có ai còn lại gì tiếng tăm của chị ba bánh bèo? Một người phụ nữ quá chồng, chuyên sống bằng nghề thầu số đề,
cho vay, chủ hụi. Miệng lưỡi chị ta dẻo chẳng thua kẹo mạch nha. Một khi ai đã nhen nhóm ý định bước chân vô con đường đề đốm, thì chỉ cần chị ta bỏ ra vài tiếng đồng hồ gặp mặt thủ thỉ bên tai là sẽ thâu về một con mồi béo bở. Trường hợp của Trinh cũng từ đó mà ra. Dựa vào nhược điểm đô đội ăn to xài lớn của cô ta, chị ba không cần mất thời gian, chỉ cần dụ dỗ vài câu là dính chưởng liền. Trước kia thì chỉ hợp tác giữa con nghiện đề và người bán mà thôi. Vậy chẳng rõ Trinh than thở cách nào mà chị ba thân chinh mách nước cho làm ăn lớn. Việc làm ăn mà cô ta hí hửng khoe giấy dung lúc nãy chính là mở quán karaoke máy lạnh. Tưởng làm ăn chân chính gì cho cam. Hóa ra, hai con mụ này định chui đầu vô cái nghề gián tiếp gây rối loạn kỷ cương trật tự của gia đình người ta. Nói kinh doanh lành mạnh, liệu có mấy người tin? Chị ba cố công giả dời cách thức kinh doanh đầy rẫy tiền là tiền. Nghe tới đâu, hai mắt Trinh sáng chói tới đó. Cô hỏi, nếu mình đầu tư một cái quán hoành tráng thì vốn khoảng bao nhiêu hả chị? Chị ba nhẩm tính tầm vài phút, sau đó mới trả lời. Nếu mình chịu chơi, đầu tư mô hình quán sang trọng, nhân viên chân dài, điện nước đầy đủ, rồi thì dàn âm thanh khủng nữa. Theo dự tính sơ sơ của chị, số vốn mình bỏ ra khoảng 500 triệu. Cái gì? 500 triệu lận hả? Mận giống ôn gì mày la lên thấy ghê vậy? Trời ơi! Mở quán giải trí máy lạnh, bộ mày tưởng nhỏ xíu như mấy quán cốc bán trà sữa bánh tráng trộn ở đây hay gì? Không, em biết nó lớn, nhưng không nghĩ nặng vốn như vậy. Cưng ơi là cưng, đồng tiền bây giờ, mày tưởng rẻ như hồi thời 1900 hồi đó sao đặng? Thời đại văn minh tiến bộ đồ đạc, hàng hóa tất tần tật, cái gì cũng mát. Mà thôi mệt quá, giờ rốt cuộc mày có chịu hùng vốn với tao không? Nếu đồng ý thì mày về tận dụng kỹ năng ồn ý của mày, nói mượn sao cho thằng Hiền chịu thả 250 ra là ok. Mọi thứ tao lo trong vòng một nốt nhẹt, mày chỉ ngồi tréo ngoảy chờ ngày khai trương thôi. Trong đầu Trinh lúc bấy giờ có phần hơi e dè. Ban đầu cứ tưởng vài chục triệu, chớ lên tới con số hàng trăm. Thật tình cô không dám mạo hiểm. Nếu lén chồng làm ăn riêng thì phải đi vay. Mà từ não dở ngoài dung ra, cô thường hay nổ như bom với mọi người rằng ba má cùng hai đứa em chồng gửi tiền về phủ phê, vợ chồng xài không hết. Chưa kể mỗi năm ba vụ lúa, thu hoạch bao nhiêu thì còn nguyên, chưa mẻ xu nào. Nhưng sự thật có hay không thì chỉ một mình Hiếu biết rõ. Với bản tánh tiêu tiền như nước từ vợ, thì bổn phận làm cha, buộc anh phải bằng mọi cách giấu đút để dành cho con mình. Tất nhiên là Trinh hoàn toàn mù mịt với con số mà chồng cô tích lũy được. Trinh vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn tạp. 250 triệu, cô đào đâu ra? Đi vay ư? Không được, cả xóm nó súng vô cười thối mũi. Chỉ còn cách duy nhất là về nói thiệt với Hiền thôi. Chẳng cần đợi kết quả, Trinh cũng đã biết chắc Hiền sẽ phản đối kịch liệt. Không đời nào anh ta giao cho cô số tiền quá đổi to tát như vậy đâu. Ngầm quan sát, như đọc được ý do dự trong mắt Trinh, chị ba liền khơi gợi thói ham vinh hoa, mê vật chất của cô nọ, nhằm đánh thức con quỷ háo thắng trong con người của Trinh. Không ngoài dự tính, bà ba nói xa nói gần chưa đầy 10 câu, thì Trinh gật đầu đồng ý lia lịa liền. Cô ta dõng dạc tuyên bố, bằng mọi cách sẽ moi móc của chồng 250 triệu tới đưa cho bà ta. Sau khi ngồi nán lại bàn bạc thêm ít vấn đề nữa, thì Trinh lót tót ra về. Sau lưng cô, khóe miệng của bà ba nhếch lên đầy nham hiểm. Gian hàng hộp dịch lộn của Mộng Điệp nằm ngay mé đường hướng về Thạnh Lộc. Từ nhà Hiền lội bộ tầm vài trăm mét là tới Mộng Điệp. Nếu ai chưa lần gặp gỡ chắc hẳn sẽ liên tưởng đến một nàng con gái xinh đẹp cao quý, nhưng thực chất thì không phải. Giống dĩ khi chào đời, cô nàng là một bé trai chính hiệu, rất khấu khỉnh. Ông bà cha mẹ lựa cho một cái tên là Trần Thanh Cường, tên vô cùng chuẩn nam đó chứ. Nhưng đùng một cái lớn lên, chàng Cường lộ rõ giới tính thứ ba, khiến gia đình bạn bè chòm xóm một phen ngỡ ngàng hốt hoảng. Tên Mộng Điệp là nickname anh chàng tự đặt, rồi bắt mọi người phải gọi mình bằng cái tên danh xưng mỹ miều ấy, chàng mới chịu. Dạo đó, ba má anh chị em Cường sốc toàn tập,
họ không thể nào chấp nhận trong tư gia mình lại có một đứa con bán nam bán nữ như vậy. Họ khóc lóc mắng nhiếc, làm đủ thứ trò mà thế cuộc vẫn nằm trơ ra đó. Sau cùng, họ đành chấp nhận trong bất lực. Câu vậy chớ, đẹp sống khuôn phép có tình có nghĩa lắm mà nghen. Chẳng tụ tập chơi bời, phá làng phá xóm. Cô mở gian hàng nho nhỏ trước cửa nhà. Ngoài trứng vịt lộn, còn thu mua thêm trứng gà, trứng cút. Nhà nào có trứng ngỗng, cô cũng thu luôn. Buôn bán có đồng ra đồng vô để chi dùng hàng ngày. Thỉnh thoảng, anh chị làm bên nước ngoài, cô gửi về chút đỉnh, thì Điệp sẽ gửi tiết kiệm hộ thân. Đang lui cui dọn hàng vào nhà, chuẩn bị đóng cửa, thì từ xa, anh Hiền dắt tay thằng Đô lơn tơn đi tới. Ngó thay một kệ trứng của cô, thằng nhỏ hai mắt sáng rỡ, nắm tay ba nó hối thúc. Ê, trứng ngon kìa ba, ê, ba mua cho Đô ăn đi ba. Hiền mắng yêu con. Coi á, mần giống gì á, lanh chanh quá xá vậy ông con. Thủng thẳng từ từ ba mua chứ. Mộng Đẹp nghe lời qua tiếng lại của hai cha con thì dừng công việc lại, mỉm cười thân thiện hỏi. Cha chả, bữa nay Đô được ba dẫn đi chơi đã ghê nơi ta ơi. Sao, vợ Đô muốn mua gì, nói đi cô bán cho. Thằng nhỏ chành khuôn miệng cười hình hệt. Đô muốn ăn trứng có con. Mộng Điệp nựng mặt thằng nhóc một cái, cô lấy một trứng vịt lộn đưa ngang mặt nó rồi giải thích. Mời môn Đô muốn ăn trứng này thì phải kêu nó là trứng vịt lộn biết không? Trứng vịt lộn mà, Đô nhớ rồi. Hiền nói cô lấy cho mình chục trứng bỏ vô bọc, xong anh vừa trả tiền vừa hỏi xã giao. Dạo này buôn bán đỡ không cô Điệp? Dạ cũng lai rai anh ơi. À, thằng lớn con anh bên bển học lớp mấy rồi? Nó học lớp 8 rồi cô. Nghĩ hai anh chị sướng thiệt đó. Có hai đứa con mà ông bà nội lãnh nuôi trọn gói hết một đứa rồi. Giờ hai người chỉ chuyên tâm lo cho mình ơn thằng nhỏ thôi. Cô nói cũng có phần đúng. Nhưng bù lợi á, mình nhớ con cũng vô đó hả cô ơi? Đương nhiên á là nhớ rồi. Con mình mừ. Mà Tết năm nay á, hai bác với mấy chị có gì không anh? Hôm hổm má tôi gọi điện về, nói sẽ sắp xếp Tết nay về, chơi cả tháng luôn đó cô. Thôi, tối rồi, cha con tôi về, đặng còn luộc trứng cho đại ca này ăn nữa. Dạ, em cũng dọn hàng vô nè, hai cha con anh về cẩn thận nghe. Không cẩn thận á, bộ mày trù ổng gặp tai nạn hay gì? Tiếng người thứ ba cất lên, làm cả ba hết hồn. Dội quay lại sau lưng thì Trinh lù lù xuất hiện, nét mặt hầm hầm. Thằng Đô thấy má thì ngây thơ bước qua nắm tay má lắc nhẹ. Ý, má đây rồi. Má ơi, ba mua trứng vịt lộn nè. Ờ, má về ba luộc ăn. Trinh đang cơn bực, không ngại giữa đường giữa xá, hất mặt thằng nhỏ xém té. Mày tránh tao ra coi. Mần giống gì mà khuya lơ khuya lắc, còn đi nhẫn nhơ ngoài đường vậy? Hiền quặn trong bụng, dội dàng ôm thằng Đô xoa xoa cái lưng, giúp con đỡ tủi thân. Xong xuôi, anh bực dọc nói thay con. Sao em mạnh tay với con vậy? Nó ngồi ngoài sân chờ em từ chiều lận kìa. Mãi tới tối hù mà em chưa về. Còn nó cứ ngóng miết ra lộ, không chịu vô phòng ngủ. Thấy tội quá, anh mới dắt nó đi dài dài kiếm em. Ngang qua chỗ cô Mộng Điệp, nó đòi ăn trứng vịt, nên anh ghé lại mua cho con vài hộp. Hỏi thăm cô Điệp hai ba câu thì em tới. Chớ con có quậy quạng gì mà em nạt nổ nó. Trinh bỏ ngoài tai mấy lời trách cứ của chồng. Cô dây qua liếc xéo cô chủ quán nửa con mắt, không quên tặng đối phương nụ cười mỉa. Anh biết quan tâm giao thiệp với xóm giềng từ khi nào vậy? Cha chả, còn đặc biệt niềm nở với người mẫu của xóm mới ghê chứ. Bộ hai người có đề tài chi hấp dẫn lắm đúng không? Có thể nào tiết lộ bí mật gì gì đó của cả hai cho tôi nghe được không nè? Yên tâm đi, đối với hạng người như cô Điệp đây, tôi chẳng buồn ghen đâu. Hiền cực kỳ khó chịu với cách móc họng của vợ. Trinh vợ anh bị sao không hiểu nổi nữa. Tánh khí thất thường, lúc vui lúc buồn. Cô ta gắt gỏng với chồng con nhiều hơn lúc trước. Anh dắt óc suy nghĩ hoài mà chẳng tài nào đoán nổi trong đầu cô hiện tại đang chất chứa những gì. Liệu tình yêu, tình nghĩa vợ chồng có còn ngự trị trong thâm tâm của cô chút nào hay không? Hiền toan mở miệng nói gì với Trinh thì Mộng Điệp lên tiếng trước. Ê bà nội, nói chuyện mừng ơn có chủ ngữ dị ngữ đàng hoàng dùm tôi cái. Đừng có ăn nói kiểu mập mờ đó. Tôi không phải người dễ tính xề xòa, mặc ai muốn giỡn gì thì giỡn đâu nghe.
Sao gái? Gái nói mình hẹn người này hẹn người nọ là ý mận sao? Gái phải ở lợi giải thích rõ ràng cho mình nghe. Giải thích mà xàm xí là tới công chuyện với mình liền đó. Qua cách nói chuyện, cả hai biết nàng ta đang cố kìm nén cơn giận, sợ vợ anh trả lời một hồi dẫn tới gia chạm không hay. Hiền nhỏ nhẹ phân trần với cô Điệp. Cô Điệp thông cảm, tại má thằng Đô ăn nói không được khéo léo, tánh cổ xưa giờ hệt hạt lắm, chứ không có ý gì bậy bạ đâu, cô đừng để bụng nghe. Hiền giảng hòa, coi mọi cũng êm thấm vấn đề rồi. Định đưa vợ con về nhà, thì Trinh hất tay chồng ra, đứng nghênh mặt gây chiến. Cô ta hất hàm, son sỏn cái miệng. Tao đâu có ngán mày như thiên hạ đâu, mà không dám nói thẳng mặt mày. Xứ, đồ bóng gió, thèm trai gần chết, còn mày đặt giả vờ thanh cao. Dọn bản mặt mày á là tao biết mày thèm chồng tao lắm nè. Bởi vậy á, mỗi lần gặp ổng, mày làm bộ làm tịch quan tâm hỏi đủ điều. Ê mắm, cưng có thèm chồng chế quá thì mạnh dạn nói một tiếng, chế giường cho. Mộng Đẹp siết chặt tay thành nắm đấm. Cô chẳng màng sự can gián của Hiền, giơ tay hút cả đống trứng cút gần đó chồi thẳng vô mặt Trinh. Xong, cô cất cao giọng chửi độc quyền của mình lên, làm vợ chồng Trinh bất giác phải bịt tai lại. Bà nội cha mày cái con thú thay lầy cốt, cái con đầu bự đít diêu, lòng lan giả sói, dòng cái ngữ đem cỏ cầu xương. Bộ mày tưởng ai cũng lẳng lơ, thèm đàn ông mắc dịch như mày hay gì á, mà mày ngóng họng lên tru tréo như cho tháng 7 vậy hả? Bị cha đạp ngang hàng với con chó, ba máu sáu gân cuồn cuộn nổi lên. Trinh hùng hổ lao tới, bóc mớ trứng gà so chọi lại đối thủ. Cô hét lên ầm trời. Con quỷ cái, mày mất dạy vừa vừa thôi nghe mày. Đừng tưởng dốc dáng tao mảnh mai yếu đuối mà tao không đốt nhà mày được nghe. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi nè. Kể cả ba má tao còn chưa dám nặng lời với tao. Cái ngữ người không giống người như mày á, lấy tư cách gì á, chà đạp nhân phẩm của tao hả con ngựa? Không gian tựa như một khối carbon khổng lồ đang tích tụ. Phút chốc nổ ầm một tiếng, chấn động cả dãy phố. Trứng gà so. Trời ơi, Mộng Điệp vừa nhập vào hồi chiều. Hàng còn mới, chất chưa bán được chục nào, thì giờ đây nó đã thành những mảnh vụn rơi rớt trên nền xi măng lạnh lẽo. Khốn nạn hơn, nó còn dương dãi khắp người cô mấy tức. Cô quắc mắt dòng thủ phạm vừa phá hoại của cải của mình, vừa phun ra lời lẽ độc địa, thì trào sôi lửa hận. Cô nghiến răng nghiến lợi, bay tới giả đánh bốp vô mặt của Trinh, khiến cô nội chẳng kịp phòng hờ, liền ngã nhào xuống lộ. Con sư tử Hà Đông, con yêu tinh, tao chửi ngay phốc tim đen của mày, nên mày nhột, lồng lộn y hệt con thú hoang phải không? Nói cho mày nghe một câu xanh dờn này con chó. Trong cuộc đời tao, tao ghét cay ghét đắng thằng nào con nào, khinh khi cười cợt người không may lâm vào nghịch cảnh như tao. Ừ đó, tao bóng thì sao? Tao vẫn có quyền được sống, được pháp luật bảo vệ. Mày hay bất kỳ một người nào khác cũng chẳng có quyền đách gì sỉ nhục tao, xúc phạm tao. Không sai, tuy tao mang giới tính thứ ba, nhưng tao dám tự tin vỗ ngực ngẩng cao đầu, sống không hổ thẹn với trời đất. Tao vẫn làm việc bằng đôi tay và khối óc của mình, chứ không có tối ngại ăn no rảnh rỗi, đi soi mói, ganh ghét mọi người như cái hạng mày. Tao nói thiệt, tại ông Hiền ổng thương vợ, chứ gặp tao đó hèn, dơ nhầm con vợ đa nhân cách như mày là tao trấn nước. Xong á, tao trả về nơi sản xuất 80 kiếp nó rồi. Chứ sống mận chi á, cái hạng đờn bà. Nấu mâm cơm cho chồng con ăn cũng không đặng. Sáng bảnh mát chưa kịp dương giai đón chào bình minh là đã oan oan sai chồng á quánh con ba làng, 10 xã nghe không hết. Rồi sao? Tao chửi chồng quánh con đó rồi sao? Tại tao đẹp, tao có quyền, mày không có phần phước đó nên tức hay gì? Đẹp ngửa mặt cười ha hả. Trời ơi, chắc tôi chết mất trời ơi. Mày đề cao bản thân mày hơi quá rồi đó Đa. Nói xin lỗi mày đừng có tổn thương chứ. Hết thảy đàn bà trong cái huyện Vĩnh Thạnh này á, so về nhan sắc lẫn tài sắc là mày đứng hạng bét đó gái à. Kể cả tao. Sắc đẹp đối với Trinh là một thứ thượng hạng quý giá mà cô luôn luôn đặt lên hàng đầu, thứ mà cô hãnh diện nhất. Cô thường hay nói rằng sắc đẹp của cô là sắc đẹp trời ban, từ trên xuống dưới đều hoàn mỹ cả. Thậm chí những cô hoa hậu bây giờ chẳng ai có được nét đẹp thuần túy như cô đây. Không rõ Trinh có để ý không, hễ mỗi lần cô mang giọng điệu cao ngạo ấy tán gẫu với bà con cô bác, tất cả phải quay mặt đi, bậm chặt môi lại, kéo bật cười thành tiếng. Mấy dì mấy thím hay nói lén sau lưng Trinh, bộ dây thần kinh xấu hổ của nó đứt ráo trơn ráo trọi hay gì á, mà nó nghênh nghênh tự khoe nhan sắc của mình trơn tru,
không ngưỡng chút nào à. Trời ơi, mỗi lần nó xề lợi hất mặt điệu đà để tô vẽ cho bản mặt nó, tôi mừng mắt ói gần chết vậy hà. Nếu một ngày đẹp trời nó té ngửa ra, bản thân mình xấu như ma lem thì sao ta? Quả đúng không sai, Dung Nhan Trinh có thể nói thua xúc chị em bạn quanh xóm khá nhiều. Dáng người ốm nhom ốm nhách, má cao, mỏ nhọn, cặp chân mày xách lên trông dữ dằn lắm. Kem phấn nước hoa chúng túc trực trên người cô ta 24/24. Vậy mà chẳng hiểu làm sao nước da cô nọ trắng không nổi mới nực cười chứ. Đã vậy, chiều nào cũng như chiều nào, cô ta ưa bận cái áo hai dây ngắn cũng cỡn kèm với cái quần jean đùi lượn lờ giáp xóm. Phải chân dài thon thả thì ai nói làm gì. Đằng này bận cái quần đưa nguyên đôi chân trần thẹo ghẻ thâm đen à. Bị Mộng Điệp chế giễu thẳng thừng như phan dao vô mạc, Trinh căm hận nhào vô, quyết xé xác cô kia ra cho thỏa dạ. Hai bà quần thảo thiêu đều muốn nát bét mấy cây ớt hiểm vừa mới đâm chồi. Thằng Đô nhìn cảnh tượng khiếp đảm trước mắt mà sợ co rúm người lại, khóc thét lên. Hiền dỗ con vài câu, dắt nó vô ngồi tạm trên băng ghế đá. Nói đoạn anh phi nhanh tới, nhào vô lôi bà chàng lửa ra. Có điều cả hai đang hăng máu, chẳng ai nhường ai, nên chật vật một hồi, anh mới tạm tách họ ra xa nhau giây lát. Hiền vừa mệt, vừa giận thái độ ngang ngược của vợ, nên nhìn thẳng cô, quát lớn. Em mừng cái trò gì vậy Trinh? Quanh nhau giữa đường giữa xá, bộ hay ho lắm sao? Đầu tóc bù xù, mặt mày trầy xước, Trinh gầm gừ. Chớ bộ mắt anh đuôi hay gì á, mà không thấy con hai thì này á, nó trèo tuốt lên đầu tôi ngồi hả? Còn anh mừng chồng tôi mà người ta thoá mạ vợ anh ngay trước mặt mình. Anh không hề đứng ra bên vực tôi tiếng nào. Trái lợi anh đứng trơ mắt ra coi họ hành hung tôi. Giờ còn lên giọng chất vấn tôi nữa. Ông bà ông giải ơi, có ai khốn nạn vô phước như tôi không nè? Anh rất muốn bên vực em, nhưng em thử dồn lại hành động nãy giờ của em coi, có đúng chút nào chưa? Anh với cô Điệp chỉ nói chuyện xã giao thôi, mà em phóng đại sự việc, rồi ám chỉ tụi anh mừng điều sai quấy. Té ra trong mắt em, anh tệ đến vậy hay sao? Lối xóm nghe ồn ào, kéo nhau ra ngày một đông. Có một số người đã có mặt từ lúc hai người đẹp sừng sổ với nhau cho tới màn đấu võ. Xong họ cũng chỉ đứng coi, tuyệt nhiên chẳng có ý khuyên can. Hết thảy đều ngã về phía Mộng Điệp. Dĩ nhiên rồi, từ đầu tới cuối, Trinh là người gây chuyện trước kia mà. Tiếng bàn tán xì xầm ngày một lớn. Trinh coi mồi, chẳng ma nào lên tiếng giúp mình thì bụng dạ sôi sục. Cô trợn trừng đôi mắt, chửi đóng từ trên xuống dưới chẳng dị tình ai. Hiền vô cùng xấu hổ, anh thở hắt ra một hơi, dây qua như muốn chấm dứt câu chuyện, xin lỗi Mộng Điệp lần nữa, rồi dứt khoát lôi tuột vợ về nhà, mặc cho cơn hỏa trong đầu cô ta còn bốc khói. Từ đêm ấy, chiến tranh cứ bùng nổ trong gia đình Hiền liên miên. Trên cây cú diệt mình bị đánh trầy hết cả mặt, cộng thêm bị Hiền trách giữa đám đông, đâm ra cô ta cứ kiếm chuyện chì chiết nặng nhẹ chồng suốt. Thằng Đô cũng không khỏi dạ lay. Bỗng một chiều nọ, Trinh bất ngờ thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Cô dịu dàng đảm đang, hệt như thuở xưa khi cô mới về đây làm dâu vậy. Thoạt đầu, Hiền hơi bất ngờ một chút, kiểu thay đổi đột ngột như vậy, anh vẫn chưa quen gì mấy. Nhưng rồi anh nghĩ, chắc vợ mình đã nhận thức được những việc sai trái, nên cô ấy hồi tâm chuyển ý theo chiều hướng tích cực đây. Nếu được như thế thì còn gì bằng. Hiền nghe xôn xao trong lòng. Suốt cả buổi, anh nhìn vợ cười tủm tỉm miết. Sau khi cơm nước xong, Trinh bày đồ cho thằng Đô chơi một góc, rồi ngọt ngào tỉ tê với chồng. Mình buồn em dữ lắm phải không? Thiệt bụng em cũng không muốn trở thành người phụ nữ ngoa ngoắt nóng nảy như vậy đâu. Nhưng tại hoàn cảnh đưa đẩy thôi hà. Mình biết không, từ khi thằng Đô chào đời cho đến nay, em bận bịu chăm sóc con tối mặt tối mũi, nên không có thời giờ mần phụ kiếm tiền với mình. Em áy náy, bức rứt, cộng thêm những lời chăm chọc khinh thường của bà con lối xóm. Họ nói em ăn bám chồng, vô công rỗi nghề, quanh năm suốt tháng chỉ biết nằm ngửa chờ tiền bên nước ngoài gửi về. Nhất là nhỏ Dung á, nó kiếm cớ lần la mần thân với em, chẳng qua chỉ muốn dương oai diễu võ, kiếm cớ khinh khi em thôi, chứ nó đâu có thiệt tình coi em là chị em thật sự như mọi người thường thấy. Bởi vậy em buồn mình lắm à. Không có đồng ra đồng vô trong người, nó bức bách dữ thần lắm, nên chuyện đề đốm cũng bắt đầu từ đó.
chứ em đâu muốn sa vô tệ nạn chết người ấy để gia đình mình xào xáo đâu. Em cũng rất muốn tìm việc gì đó mần cho khuây khỏa đầu óc, mà mỗi lần đề cập tới thì mình bác ngang hà, biểu ở nhà giữ con đi, mình ên anh lo được rồi, thành thử em mới nổi cáu rầy rà với ba con mình hoài à. Chớ thiệt tâm, em thương chồng con hơn cả sinh mạng của em nữa. Tiếng than ai oán, nước mắt ngán dài đã làm sụp đổ bản năng cứng cỏi của một người đàn ông. Cổ nhân dạy đâu có sai, đối với đấng mày râu, dầu họ có bản lĩnh vượt qua hàng ngàn cửa ải, nhưng cuối cùng lại đầu hàng vô điều kiện dưới ải mỹ nhân. Hiền ngẫm lời tâm sự của vợ mà băn khoăn lung lắm. Nói gì thì nói, anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này. Thân làm chồng, lẽ ra anh phải hiểu áp lực của vợ mình, hòng san sẻ cùng cô. Đằng này, anh đã phiền muộn, nghĩ oan cho tình yêu của vợ. Anh tệ quá. Hiền choàng tay ôm vợ vào lòng, thủ thỉ. Anh xin lỗi mình, anh vô tâm quá, không thấu được sự chịu đựng của mình. Từ ngày có thằng Đô, anh biết mình vất vả trăm bề với nó. Thôi thì anh tính như vậy, hổng ấy để anh mướn người giữ con ban ngày, xong mình kiếm công chuyện chi phù hợp thì mình đi mượn cho thoải mái. Trinh mừng rơn trong bụng, vậy là bước đầu đã thành công. Coi ra thằng này cũng dễ dụ, chẳng khó khăn như mình tưởng. Cô nén sự thỏa thuê, dịu dàng ngã đầu trên vai chồng, òn ấy. Em có chuyện này muốn bàn với mình, nếu mình không ưng thì thôi, chớ đừng la em, tội nghiệp nghen. Hiền cười xòa. Trời đất, bộ anh hay rầy mình lắm sao mà mình rào đoán như vậy? Có vụ chi thì mình nói đi. Em tính xin mình ít vốn, xuống chợ Cờ Đỏ mở shop bán quần áo. Thời buổi bây giờ, nhu cầu mua sắm ngày một cao, mà ở chợ Cờ Đỏ, cửa hàng thời trang chưa có nhiều. Nếu giờ mình mở, em tin với gu thẩm mỹ trẻ trung của mình, không lâu sau sẽ thành công. Cô ta khu môi múa mép, uốn lưỡi hơn chục lần, thuyết phục dỗ về. Chẳng rõ nội dung ra sao, chỉ biên lưỡng lự một hồi. Hiền cũng gật đầu, rút tiết kiệm, đầu tư cho vợ làm ăn. Không thể nào diễn tả được sự hân hoan của Trinh lúc bấy giờ. Cô hùng hồn hứa sẽ đưa chồng đi coi mặt bằng và quyết tâm sẽ kinh doanh thật tốt. Ngó niềm vui đã trở về trên nét mặt vợ. Hiền hạnh phúc triều mến, hôn khẽ khàng lên gò má dày đặc một lớp kem của Trinh. Anh hình dung tương lai sáng lạng bắt đầu từ nay sẽ nở bừng lên đôi vợ chồng trẻ. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.